Cách nhận thưởng Antima nhờ nắm giữ Split. Điều đầu tiên bạn cần làm để làm việc với Split là đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của ứng dụng Smart Wallet. Còn nếu không, hãy cập nhật ứng dụng. Để thực hiện việc này, hãy truy cập cửa hàng ứng dụng, nhập Smart Wallet vào thanh tìm kiếm và nhấp vào nút cập nhật. Cũng xin lưu ý rằng ví của bạn phải được kích hoạt để nhận phần thưởng. Để kích hoạt, bạn phải có Smart Coin trong số dư của mình. Một coin là đủ để kích hoạt. Tuy nhiên, để splitting thành công, chúng tôi khuyên bạn nên có đủ nguồn dự trữ Smart Coin vì chúng cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng split. Như vậy, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn được cập nhật và bạn có Smart Coin trong số dư của mình. Đồng thời hãy mở ví của bạn. Hãy nhấp vào split hoặc push split, tùy theo token mà bạn có. Một màn hình sẽ mở ra với thông tin chi tiết về số dư và lịch sử giao dịch của bạn. Để tham gia splitting, hãy nhấp vào nút splitting. Nút này nằm ngay bên dưới số dư của bạn. Xin hãy lưu ý ngay lập tức rằng splitting yêu cầu phải có Smart Coin trong số dư. Chúng cần thiết để thanh toán cho việc thực hiện hợp đồng split. Nếu bạn không có đủ số lượng Smart Coin, bạn sẽ được yêu cầu nạp số dư của mình. Nếu có đủ số coin trong số dư, một cửa sổ sẽ mở ra với thông tin về trạng thái splitting hiện tại. Trên màn hình mở ra, bạn sẽ có quyền truy cập vào thông tin sau. My Split, số lượng split token trong số dư của bạn. Total Supply Split, tổng số lượng token split trong blockchain. Daily Reward, số lượng token Antima hàng ngày được phân chia giữa những người nắm giữ split. Current Block, hiển thị khối hiện tại trong blockchain. Final Block, hiển thị khối cuối cùng trong giai đoạn halving hiện tại. My Estimated Reward, giá trị gần đúng của phần thưởng cho tất cả các split có thể tham gia splitting. Xin lưu ý rằng nếu bạn nhận được token đến địa chỉ của mình chưa đầy 24 giờ trước, bạn sẽ không thể yêu cầu nhận thưởng. Để tìm hiểu xem token nào đã sẵn sàng cho splitting, hãy đi tới phần Split Detail bằng cách nhấp vào My Split. Bạn sẽ thấy token nào đã sẵn sàng nhận phần thưởng cho chúng và token nào thì không. Tất nhiên, bạn có thể nhận phần thưởng, nhưng nó sẽ chỉ được ghi có cho những split đã tồn tại hơn 24 giờ. Đồng thời, sau khi nhận được phần thưởng, tuổi của tất cả các token split sẽ được đặt lại. Sau khi đảm bảo rằng tất cả các token đã sẵn sàng, hãy quay lại phần splitting bằng cách nhấp vào mũi tên ở phía trên bên trái màn hình và nhấp vào nút Claim Reward để yêu cầu phần thưởng từ blockchain. Một màn hình xác nhận sẽ xuất hiện. Vui lòng lưu ý cảnh báo về phí bằng Smart, nó có thể đạt tới 100 Smart. Nếu bạn có ít Smart hơn trong số dư của mình, yêu cầu phần thưởng của bạn có thể không được blockchain thực hiện do thiếu năng lượng theo yêu cầu của hợp đồng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên nạp số dư Smart của mình cho phù hợp. Như vậy, hãy đảm bảo bạn có đủ Smart Coin trong ví của mình, tích vào ô xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng của sản phẩm và nhấp vào nút Confirm. Xong, bạn đã yêu cầu nhận thưởng thành công. Tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào nút OK và màn hình token Antima sẽ mở ra, ở đó bạn có thể thấy phần thưởng của mình. Kết lại hướng dẫn này, chúng tôi xin lưu ý bạn về các quy tắc mà nên biết khi làm việc với sản phẩm. Bất kỳ giao dịch rút token split nào, thậm chí nếu đó là 1/1000, sẽ đều đặt lại tuổi thọ của mọi token. Nếu bạn có các token split trong ví của mình đến vào các thời điểm khác nhau thì chúng sẽ khả dụng để nhận phần thưởng vào các thời điểm khác nhau. Tuổi tối thiểu cho token split là 24 giờ. Vì vậy, nếu bạn yêu cầu phần thưởng và bạn có token chưa sẵn sàng cho việc này, chúng chưa đủ 24 giờ, chúng sẽ được đặt lại cùng với những token đủ điều kiện nhận phần thưởng. Đừng quên tham gia splitting và yêu cầu phần thưởng mỗi ngày. Chúc các bạn thành công! Nếu bạn có thắc mắc, xin hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ và chúng tôi xin hân hạnh giúp đỡ bạn.